Trong một cơ thể sống, luôn luôn lúc nào cũng diễn ra sự trao đổi chất, sự tiêu hao năng lượng gây ra bởi các hoạt động thể chất hay thậm chí cả trí não. Những nguồn năng lượng này phải được lưu trữ ở đâu đó, để khi nào cần thì cơ thể có thể lấy ra sử dụng liền. Đó là nhiệm vụ của ATP, một phân tử đóng vai trò là chất dự trữ và mang năng lượng sống. Nhưng mà đây mới là điều thú vị. ATP được sử dụng làm chất mang năng lượng bởi hầu hết các loài sinh vật trong tự nhiên. Nó như là một đồng tiền chung được sử dụng chung bởi tất cả các sinh vật trên hành tinh của chúng ta. Không có ngoại lệ nào hết. Mọi loài sinh vật sống đều sử dụng một loại phân tử duy nhất làm nguồn năng lượng cho mọi hoạt động sống của chúng. Nhưng mà tại sao lại là ATP? Điều gì làm cho phân tử này trở nên đặc biệt đến mức quá trình tiến hóa đã chọn nó để cung cấp năng lượng cho mọi tế bào sống của mọi loài sinh vật? Liệu có lựa chọn nào tốt hơn hay không? Hay thật sự ATP là nguồn năng lượng tối thượng? Cùng mình tìm hiểu trong video ngày hôm nay nha. Cảm ơn các bạn đã ghé thăm Thư viện Nhỏ. Đây là nơi mà chúng ta sẽ cùng nhau khám phá những câu hỏi thú vị về khoa học và cuộc sống. Nếu bạn cảm thấy nội dung này hữu ích, hãy giúp mình một lượt thích và bấm nút đăng ký để chúng ta cùng nhau khám phá thêm nha. Đầu tiên thì chúng ta cùng tìm hiểu xem ATP là gì trước đã. ATP là viết tắt của phân tử adenosine triphosphate. Đây là một thứ có khả năng dự trữ và giải phóng năng lượng sinh học để cung cấp cho các quá trình trao đổi chất của tế bào, cơ cơ và những hoạt động phức tạp khác. ATP được tạo thành từ 3 phần: adenine là một base nitơ, ribose là một loại đường và 3 nhóm phosphate. Các nhóm phosphate này rất quan trọng vì chúng là nơi để lưu trữ năng lượng mà tế bào của bạn cần để hoạt động. Nhưng mà chính xác thì ATP hoạt động như thế nào? Bây giờ bạn hãy tưởng tượng là bạn có một cái lò xo bị nén lại, năng lượng vẫn còn ở đó, nhưng mà chỉ khi bạn giải phóng nó thì lò xo sẽ giãn ra và giải phóng toàn bộ năng lượng tiềm tàng mà chúng tích trữ. ATP cũng có cách hoạt động tương tự, liên kết giữa các nhóm phosphate giống như những chiếc lò xo chứa nhiều năng lượng, và khi một trong các liên kết đó bị phá vỡ, năng lượng sẽ được giải phóng ra. Quá trình này được gọi là quá trình thủy phân ATP. Và đó là cách mà ATP cung cấp năng lượng cho mọi thứ, từ trao đổi chất, chuyển động co cơ đến sao chép DNA. Bây giờ bạn có thể thắc mắc là tại sao lại là ATP trong số tất cả các phân tử có thể đã tiến hóa? Tại sao ATP lại trở thành chất mang năng lượng cần thiết của tự nhiên? Ngoài việc dễ sử dụng ra thì ATP còn là một nguồn năng lượng có thể nói là cực kỳ hoàn hảo. ATP có kích thước khá nhỏ, dễ vận chuyển và cực kỳ hiệu quả trong việc truyền năng lượng cho các hoạt động khác nhau của tế bào. Và sau khi sử dụng xong thì nó còn có thể được tái chế lại để sử dụng cho lần tiếp theo, như kiểu là một viên pin có thể sạc đi sạc lại nhiều lần sau mỗi lần sử dụng. Trong hàng tỷ năm, các loại sinh vật sử dụng ATP có lợi thế sinh tồn rất lớn. Nó đáng tin cậy và tốc độ luân chuyển nhanh chóng, có nghĩa là các tế bào có thể sử dụng và tái tạo nó nhanh chóng, tiết kiệm được không gian và tài nguyên cho tế bào, giữ cho các quy trình hoạt động một cách trơn tru. Sự tiến hóa này là về sự sinh tồn của những kẻ mạnh nhất, và ATP tình cờ lại là lựa chọn phù hợp đến mức hoàn hảo cho sự sống như mà chúng ta biết. Mỗi khi bạn chớp mắt, vận động cơ hay thậm chí cả suy nghĩ, các tế bào của bạn đang thực hiện việc phân hủy ATP. Ví dụ như quá trình co cơ, mình đã có một video giải thích về hiện tượng này. Khi đó ATP sẽ gắn vào đầu myosin và thực hiện hủy phân để tạo ra một lực kéo các sợi actin, gây ra hiện tượng co cơ. Nếu như mà không có ATP thì không gì trong cơ thể bạn có thể hoạt động được. Nhưng mà ATP không chỉ dành cho cơ bắp, nó cũng hỗ trợ cho các hoạt động như là vận chuyển tích cực, di chuyển giữa các ion điện tử và phân tử qua màng tế bào, và quá trình sinh tổng hợp các chất. Đó là cách cơ thể bạn tạo ra các phân tử phức tạp như là protein và DNA. Nói một cách đơn giản, ATP có mặt ở khắp mọi nơi, cung cấp năng lượng cho mọi thứ. Có thể bạn sẽ có thắc mắc là liệu có phân tử nào có thể thực hiện được những việc tương tự như thế này hay không? Một phân tử còn tốt hơn cả ATP trong việc truyền năng lượng. Thực ra có thì vẫn có, nhưng mà còn tốt hơn ATP thì không. Ví dụ như là phân tử guanosine triphosphate là một phân tử mang năng lượng khác hỗ trợ cho các quá trình tổng hợp protein, nhưng mà nó không được sử dụng rộng rãi như là ATP. Ngoài ra còn có creatinine phosphate giúp tăng cường năng lượng nhanh chóng cho các cơ bắp. Cái khả năng độc đáo của ATP có mà các phân tử khác không có được là ATP có thể được tái tạo lại nhanh chóng.
Vì vậy, hiệu quả truyền năng lượng và tính linh hoạt của nó khiến nó khó bị đánh bại hơn. Sự tiến hóa thực chất đã thử nghiệm các phân tử khác trong hàng triệu năm, nhưng ATP luôn đứng đầu. Khi mà liên kết với phosphat trong ATP bị phá vỡ, năng lượng được giải phóng và ATP trở thành ADP, adenosine diphosphate. Nhưng mà điều thú vị ở đây là tế bào của bạn có thể nạp ADP trở lại thành ATP bằng cách sử dụng năng lượng từ thức ăn. Điều này được thực hiện trong quá trình hô hấp tế bào hoặc là quang hợp, tùy thuộc vào từng loài sinh vật. Nó hoạt động giống như là một cục pin sạc. Một khi năng lượng được sử dụng hết, pin ATP có thể được sạc lại và sử dụng lại. Nhưng mà đây là một câu hỏi lớn. Liệu có một ngày nào đó chúng ta có thể tìm thấy một thứ gì đó tốt hơn ATP để cung cấp năng lượng cho sự sống hay không? Một dạng sống mà chúng ta chưa bao giờ được thấy tới. Hãy cho mình biết suy nghĩ của bạn trong phần bình luận bên dưới. Nếu như mà bạn thích những nội dung như thế này thì đừng quên cho mình một like và subscribe nha. Cảm ơn và hẹn gặp lại trong video lần tới.